Sau 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược, nỗi đau chưa dứt, mất mát chưa nguôi, dân tộc Việt Nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến trận mới, tàn khốc, đầy máu và nước mắt. Đằng sau cuộc chiến này là thảm họa diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Khmer Đỏ, cướp đi sinh mạng hơn 3 triệu người Campuchia và hơn 3 vạn người Việt Nam. Là mưu toan chia để trị nhân dân ba nước đồng dương của các cường quốc. 4 năm nhẫn nhịn tìm kiếm hòa bình, kiên trì đối phó với xung đột và chiến tranh biên giới. 10 năm gian khổ hy sinh để cứu giúp và hồi sinh đất nước Chùa Tháp từ họa diệt chủng. Trong bao giây cấm giận và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang vì tình nghĩa quốc tế vẹn toàn, trong sáng, thủy chung và ý chí của một dân tộc kiên cường đã bước qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định trước thế giới quyền bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hướng Tây Nam tổ quốc Việt Nam. Ngày 16 tháng 8 năm 1985, trong cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ba nước Đông Dương diễn ra tại Phnom Penh, Việt Nam ra tuyên bố rút quân khỏi Campuchia và sẽ hoàn tất vào năm 1990. Tuy nhiên, tuyên bố rút quân đơn phương của Việt Nam lại bị các nước phương Tây và khối ASEAN lờ đi và cho là không thành thực. Bất chấp những nghi ngại của quốc tế, Việt Nam và Campuchia đã bắt tay vào việc chuyển giao sự kiện lịch sử này. Từ giữa năm 1988, hệ thống chuyên gia các cấp của Việt Nam ở Campuchia đã được giải thể. Các đoàn chuyên gia quân sự trực thuộc mặt trận 479, 579, 779 và 979 cũng giải thể để thành lập các đơn vị gọn nhẹ dưới sự chỉ huy của đoàn 890 thành lập tháng 5 năm 1988. Thay thế Bộ Tư lệnh 719. Đến cuối năm 1988, quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ cho quân đội cách mạng và chính quyền các cấp Campuchia để chuẩn bị cho việc rút hết quân về nước. Ở lâu thì bất lợi, điều đó rõ ràng. Thế nhưng mà đất nước Khmer không còn gì hết. Không còn gì hết. Đâu thể một ngày một bữa mà xây dựng để họ chủ quản được. Cần đến 10 năm mà. Thì mình cũng muốn rút lắm. Nhưng mà tâm lý của anh em cán bộ mình là sợ rút là mất. Rút đâu mất đó. Nhưng mà khi ta giúp bạn đến cái mức bạn tin rằng bạn có thể giữ được và ta rút thử một số nơi thì thấy bạn đối phó được. Cho nên ta yên tú rút nhanh. Đầu tháng 12, 1988, Việt Nam đã hoàn thành việc rút toàn bộ lực lượng chuyên gia dân chính đảng. Bộ Tư lệnh 719 cùng 5 vạn quân nhân, chuyên gia quân sự thuộc các mặt trận 479, 579, 779 và 979 lên đường về nước. Hai tác giả Grant Evans và Calvin Rowley bình luận: việc giảm số lượng quân tuyệt nhiên không có nghĩa là giảm ảnh hưởng của Việt Nam. Nói một cách chính xác hơn, của thái độ thân Việt Nam ở Campuchia. Đó là lý do tại sao các nước ASEAN, mặc dù đòi Việt Nam rút quân, lại không hoan nghênh khi các đợt rút quân diễn ra. Ngày 26 tháng 9 năm 1989, trước sự chứng kiến của đông đảo các phóng viên và hãng thông tấn quốc tế, Việt Nam tổ chức đợt rút quân cuối cùng khỏi Campuchia, chấm dứt một thập kỷ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế một cách dễ dàng. Bộ Chính trị Việt Nam tổng kết quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam rút về nước với tư thế hoàn thành nhiệm vụ sáng ngời chính nghĩa. Lực lượng yêu nước và tiến bộ Campuchia tự mình đứng vững trước sự tiến công của các thế lực thù địch. Hai nhân tố ấy là biểu hiện nổi bật của thắng lợi cực kỳ quan trọng của chiến tranh bảo vệ tổ quốc hướng Tây Nam
và 10 năm giúp bạn. Khi quân đội Việt Nam rút về nước, lúc đó chúng tôi đứng trước tình cảnh vô cùng căng thẳng, khó khăn không thể tưởng tượng được. Chúng tôi cũng không thể nghĩ, khi Việt Nam rút, họ tin rằng họ có thể bóp cổ chúng tôi chết hết. Họ tổ chức đánh lại chúng tôi bằng lực lượng Khmer Đỏ, lực lượng của Ngài Sihanouk, Mulinaka, lực lượng Son San và cả các lực lượng phản động khác. Lúc đó, lực lượng của Pol Pot đánh mạnh nhất. Chúng tôi dù có bị thiệt hại nặng nề, nhưng lực lượng vũ trang nhân dân chúng tôi khi đó đã vững chắc lắm. Sau sự kiện Việt Nam rút quân về nước, các thế lực quốc tế ủng hộ Khmer Đỏ cho rằng chính quyền Hang Samrin sẽ kéo dài thời gian cầm quyền chỉ bằng thời gian chiếc xe tăng của Khmer Đỏ chạy từ biên giới Thái Lan tới Phnom Penh. Nhưng nhà nước Campuchia đã làm được rất nhiều điều phi thường hơn là chỉ tồn tại một ngày như phỏng đoán của Tân Hoa Xã. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa cựu hoàng Sihanouk và thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao trẻ tuổi Hun Sen tại Pháp tháng 12 năm 1987 đã mở ra triển vọng đàm phán hòa bình cho Campuchia để chấm dứt sự phong tỏa của phương Tây, ASEAN và Trung Quốc. Nhưng một lần nữa, sự can thiệp của các cường quốc lớn thông qua cơ chế 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã định đoạt lại tương lai chính trị của Campuchia trên cơ sở lợi ích của họ. Ngày 23 tháng 10 năm 1991, Hội nghị Paris về Campuchia nhóm họp đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình giải quyết vấn đề Campuchia. Thành phần gồm 5 nước Hội đồng Bảo an: Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 4 bên trong Hội đồng Quốc gia tối cao Campuchia gồm chính quyền Hang Samrin, đảng Phung Si Bách của cựu hoàng Sihanouk, phái Khmer Đỏ và phái Son San, cùng 12 quốc gia có liên quan, trong đó có Việt Nam. Hội nghị đã đi đến ký kết Hiệp định Chính chương 32 điều về việc kết thúc cuộc nội chiến hơn 10 năm, lập lại hòa bình ở Campuchia. Liên Hiệp Quốc được giao quyền giám sát ngừng bắn, hồi hương người tị nạn, giải giáp các phe xung đột, chuẩn bị bầu cử tự do, thành lập một nhà nước Campuchia hòa bình, độc lập, trung lập, không liên kết và quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. Hội nghị Paris về Campuchia là hết sức quan trọng. Nó tạo ra nhiều cái danh chính ngôn thuận cho nhiều lực lượng, cho nhiều thế lực, cho nhiều các cái sự sắp xếp. Thì tôi cho rằng là sau cái cuộc chiến của Campuchia không giải quyết nổi thì với cái hiệp định này thực sự nó cũng đã mở cho các bên của Campuchia, các lực lượng ở Campuchia những cái cơ sở để xây dựng lại một cái mối quan hệ. Họ có làm được cái không thì là một chuyện khác, nhưng mà thực sự là với cái hiệp định Paris như thế để giải quyết vấn đề đã tạo điều kiện để cho các lực lượng Campuchia có một điều kiện mới, một cơ hội để mà cùng xây dựng lại một cái đất nước Campuchia như thế nào. Theo tinh thần hiệp định Paris, ngày 14 tháng 11 năm 1991, cựu hoàng Sihanouk trở về Campuchia sau 13 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Cùng về với ông là các thành viên thuộc Hội đồng Quốc gia tối cao Campuchia. Ngay sau đó, nhà nước Campuchia giải tán đã dẫn đến việc một số vùng rơi vào tình trạng vô chính phủ. Phải mất một thời gian dài sau đó mới dần khôi phục lại. Các cường quốc đã dọn đường cho Khmer Đỏ trở lại Phnom Penh thông qua cơ chế chính phủ liên hiệp. Nhưng nhân dân Campuchia không bao giờ quên những tội ác mà chúng đã gây ra trong quá khứ. Bằng chứng là Khieu Samphan, đại diện của phái Khmer Đỏ, khi trở về Phnom Penh như một phần của kế hoạch hòa giải dân tộc, đã bị đám đông dân chúng phẫn nộ, lên án kịch liệt. Một loạt những động thái sau đó đã dẫn đến việc Khmer Đỏ tuyên bố tẩy chay bầu cử và tiến hành các hoạt động quân sự trở lại, đối đầu với chính phủ liên hiệp mới. Cuối năm 1991, 22.000 quân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc được điều động đến Campuchia.
dưới sự quản lý của phái bộ chuyển tiếp Liên Hiệp Quốc tại Campuchia, gọi tắt là UNTAC. Lực lượng này có nhiệm vụ duy trì liên lạc giữa các phe phái, bắt đầu các chiến dịch tháo gỡ mìn và đưa 370.000 người tị nạn từ biên giới Thái Lan trở về hòa nhập cộng đồng. Quan trọng hơn là giám sát và đẩy nhanh khâu tổ chức bầu cử. Ở Phnom Penh, lực lượng công tác rải khắp nơi trong thành phố với đủ các thành phần, màu da, tiếng nói đến từ khắp nơi trên thế giới. Tháng 5 năm 1993, Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc tổng tuyển cử trên toàn đất nước Campuchia. Hơn 4 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, chiếm 90% dân số Campuchia trong độ tuổi bầu cử. Nguyên tham tán chính trị Sứ quán Việt Nam tại Campuchia mô tả: đây không chỉ là cuộc tổng tuyển cử lần đầu với Campuchia, mà cũng là lần đầu tiên có cuộc bầu cử như thế ở khu vực Đông Nam Á. Cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu từ lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng UNTAC, lực lượng an ninh và quân đội Campuchia. Kết quả sơ bộ được công bố vào sáng ngày hôm sau. Sau bầu cử, đảng Bảo Hoàng Phun Sibek giành được 58 ghế, đảng Nhân dân Campuchia CPP của Hun Sen, Heng Samrin có 51 ghế trong quốc hội mới, gồm 120 thành viên. Quốc hội đã thông qua hiến pháp khôi phục chế độ quân chủ lập hiến do cựu hoàng Norodom Sihanouk làm quốc vương. Đứng đầu chính phủ liên hiệp là thủ tướng thứ nhất hoàng thân Norodom Ranariddh của đảng Phun Sibek và đồng thủ tướng thứ hai Hun Sen của đảng CPP. Sự thật, cuộc bầu cử lần thứ nhất vào năm 1993, Đảng Nhân dân Campuchia thua họ không mấy lá phiếu. Chúng tôi thua bởi vì khi đó UNTAC muốn để cho ngài Sihanouk thắng. Nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi công nhận là mình thua, nhưng đăng ký không bỏ, xin giữ chức thủ tướng thứ hai. Chúng tôi yêu cầu quốc hội, yêu cầu nhà vua công nhận chân lý ngày 7 tháng Giêng là ngày chiến thắng lịch sử của quân đội nhân dân Campuchia. Quân đội nhân dân Việt Nam giúp đỡ chúng tôi, chứ không phải là xâm lược. Nhà vua phải chấp nhận, ký sắc lệnh công nhận đó là một chiến thắng. Chiến thắng này cũng đã được UNTAC ghi nhận. Lúc này đã rõ rồi, nhưng các đảng phái khác vẫn chống lại chúng tôi. Các nhà chính trị khác vẫn chống lại chúng tôi. Các nhà báo vẫn tiếp tục chống lại chúng tôi. Họ không ủng hộ, họ nghĩ rằng nước Campuchia sẽ tan rã, chế độ khác sẽ được thành lập. Đó là vì mục đích của bọn họ. Là sự đánh nhau căng thẳng trong nội bộ từ năm 1994 đến năm 1997, không thể tưởng tượng nổi. Đến lần bầu cử khóa 2, chúng tôi mới đứng lên, và đến lần bầu cử khóa 3 thì chiến thắng. Sau hàng loạt những sóng gió trên chính trường Campuchia, cuối cùng quyền điều hành đất nước đã thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia từ năm 1997. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, một nhân vật chính trị xuất chúng, chính phủ mới đã lấy nhiệm vụ xóa bỏ triệt để sự chống phá của Khmer Đỏ để ổn định đất nước. Bắt đầu bằng quyết định đồng ý ân xá cho Yen Sari với hàng loạt chính sách mới, đặc biệt là chính sách thắng thắng. Họ đã thành công trong việc gọi hàng rã ngũ khoảng một nửa quân số trong hàng ngũ Khmer Đỏ. Đến thời điểm 1997, Khmer Đỏ chỉ còn khoảng 1.000 quân chiến đấu. Lần lượt đến các lãnh đạo cao cấp như Khieu Samphan và Nun Chia cũng chịu quy hàng chính phủ trong năm 1998. Vậy là ngày tàn của Khmer Đỏ đã được báo trước. Với bản chất tàn bạo, hung hăng vốn có, đã khiến cho những năm tháng cuối cùng của chúng cũng nhuộm đầy máu với hàng loạt những cuộc thanh trừng nội bộ. Đỉnh điểm của sự tan rã là việc Pol Pot, thủ lĩnh Khmer Đỏ,
bị chính đồng ngũ thân tín của y, Tà Móc, bắt giữ, đem ra xét xử nội bộ và kết án quản thúc tại gia suốt đời. Trước khi diễn ra phiên tòa đặc biệt này, đã có khoảng 3.000 lính Khmer Đỏ bị tàn sát dưới sự chỉ huy của Tà Móc trong các năm 1993-1998. Bản thân Pol Pot cũng đã ra lệnh hành quyết Son Sen cùng toàn bộ gia quyến khi nhân vật này có ý định ra hàng chánh phủ Hun Sen. Nhưng cũng chính Son Sen, trước khi bị Pol Pot sát hại, cũng đã cầm đầu các cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu trong hàng ngũ Khmer Đỏ. Tháng 4 năm 1998, Pol Pot chết trong lặng lẽ tại một khu rừng phía tây Campuchia khi bị Ta Mốc lùa chạy để trốn tránh đợt tấn công tổng lực của chính phủ Hun Sen, triệt phá sào huyệt cuối cùng của Khmer Đỏ. Nguyên nhân cái chết được công bố là do bệnh tim, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng y đã bị đầu độc. Sau tất cả những gì đã gây ra với dân tộc Campuchia và với các quốc gia láng giềng, một cái chết như thế này là hình phạt quá nhẹ đối với tên độc tài khát máu như y. Xác Pol Pot đã được hỏa táng tại một vùng nông thôn hẻo lánh, chấm dứt một cuộc đời tàn bạo, một giấc mộng quyền lực cuồng loạn và một tội ác diệt chủng chưa được xét xử. Sau cái chết của Pol Pot, tháng 12 năm 1999, đến lượt Ta Mốt và các thủ lĩnh còn lại đầu hàng chính phủ Campuchia. Khmer Đỏ trên thực tế đã chấm dứt sự tồn tại sau hai thập kỷ bị lật đổ. Lịch sử Campuchia lên có không dưới hai vùng kiểm soát trong cùng một thời kỳ, như trong giai đoạn 1970-1975, thời kỳ chế độ diệt chủng Pol Pot từ năm 1975 đến năm 1979 cũng vậy, cũng có nhiều vùng kiểm soát khác nhau. Rồi giai đoạn 1979-1993 có 4 vùng. Giai đoạn 1993-1998 có 2 vùng, giữa một bên là chính phủ, còn một bên là Khmer Đỏ ở vùng biên giới Thái Lan. Chúng tôi quyết định thực hiện chính sách thắng thắng, và cuối cùng chúng tôi đã giành được thắng lợi, đã làm cho một đất nước có thể nói rằng trong lịch sử 500 năm trở lại đây luôn bị chia cắt nhiều vùng kiểm soát khác nhau, đặc biệt là giai đoạn 1973-1998 đã được hòa hợp, hòa giải. Từ năm 1998 đến nay là 12 năm, chúng tôi đã là một nước có vùng kiểm soát và có một chính phủ, một hiến pháp và một quân đội. Đây là một điều thần kỳ đối với nhân dân Campuchia khi mà tự mình đã tìm ra giải pháp trên cơ sở chính sách thắng thắng, tất cả cùng thắng của chính phủ. Việc những tên lính Khmer Đỏ cuối cùng ra đầu hàng đã chấm dứt hoàn toàn cuộc nội chiến Campuchia. Theo đó, quân đội Campuchia đã có những thay đổi lớn khi chuyển từ thời chiến sang thời bình. 1.500 lính đầu tiên được phục viên trong năm 2000. Con số này tăng lên 15.000 trong năm 2001 và 30.000 trong năm 2003. Ngày nay, quân số thường trực của quân đội Hoàng gia Campuchia vào khoảng hơn 203.000 người, bao gồm cả lục quân, hải quân, không quân, lực lượng đặc biệt và hiến binh hoàng gia. Sự đảm bảo về an ninh quốc phòng đã mở ra thời kỳ hòa bình, ổn định trên đất nước Chùa Tháp. Nó đã tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia bước vào thời kỳ mới của công cuộc tái thiết và phát triển đất nước dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Hun Sen, một nhân vật mà như cựu hoàng Sihanouk đã nhận xét: Hun Sen là một nhà lãnh đạo xuất sắc. Ông ta trẻ, thông minh và có kinh nghiệm trong các công việc của nhà nước. Ông ta yêu nước và thực sự yêu thương người dân. Ông ta có sự tự hào dân tộc đầy nhiệt huyết, sôi nổi, có những lời mạnh mẽ. Campuchia may mắn có được Hun Sen. Chúng tôi cần nhiều người như Hun Sen. Với những ai đã từng tận mắt chứng kiến một đất nước Campuchia hoang tàn, đổ nát, từ con số 0
dưới chế độ diệt chủng Khmer đỏ sẽ không khỏi ngạc nhiên, thán phục trước sự hồi sinh mạnh mẽ, kỳ diệu của một đất nước Campuchia thanh bình phát triển ngày hôm nay. Chính phủ hiện nay đều là những người anh hùng. Họ là kiến trúc sư lãnh đạo quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Campuchia phát triển như ngày hôm nay, làm cho con cháu chúng ta, cả Việt Nam cũng như Campuchia, cùng chung sống bên nhau trên tinh thần tôn trọng, đùm bọc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau như anh em. Như khẩu hiệu ngày 7 tháng Giêng rằng, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Campuchia mãi mãi trường tồn. Vương quốc Campuchia ngày nay đã thu được nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% vào năm 2012. Tổng thu nhập quốc dân dự kiến đạt hơn 15 tỷ đô la trong năm 2013. Đóng góp vào thành tựu phát triển của đất nước Campuchia có nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia, trong năm 2012, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 34 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư lớn nhất tại quốc gia này. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia ước đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, giữ vị trí số 2 trong số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Campuchia. Bên cạnh đó, chính sách mở cửa thân thiện với thế giới của chính phủ Hun Sen đã đem lại những thành công lớn trong quan hệ đối ngoại. Campuchia gia nhập ASEAN năm 1999, WTO năm 2003 và còn là thành viên chính thức của Ngân hàng Thế giới WB, Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, v.v. Đất nước Campuchia được hồi sinh kể từ sau ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Đến nay, chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã sang làm ăn, buôn bán tại Campuchia. Hiện tại cũng như trong tương lai, nhân dân hai nước chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác cùng nhau trên mọi lĩnh vực. Nhờ có hòa bình và ổn định đất nước, chúng tôi đã làm cho tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 9,4% một năm. Giai đoạn 2004-2008 đạt 10%. Riêng năm 2005, tăng trưởng cao nhất tới 13,5%. Thời điểm 1979, 100% nhân dân đều nằm dưới chuẩn nghèo, vì khi giải phóng chỉ có hai bàn tay trắng. Đến nay, chúng tôi đã hạ nó xuống còn 27,4% và đang phấn đấu mỗi năm hạ thêm 1%. Dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng so sánh với thời điểm xuất phát thì có thể nói, chúng tôi đã đi được một đoạn đường dài. Hồi năm 1979, Phnom Penh chỉ có mấy ngàn người, ô tô khoảng 3-40 chiếc. Còn bây giờ, người xe đông nghẹt, ô tô có gần 20 vạn chiếc, mô tô hơn 80 vạn chiếc. Đây là một sự hồi sinh và phát triển thần kỳ. Song cũng nên nhớ lại rằng, có thành quả này là nhờ ngày giải phóng ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Trong đó, Việt Nam đã là người giúp nhân dân Campuchia, giúp chúng tôi hồi sinh và phát triển. Sau hơn 20 năm tái lập chế độ quân chủ lập hiến, quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia chuyển sang một giai đoạn phát triển mới theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, quyết tâm cùng nhau vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó. Như lời của cựu hoàng Sihanouk, Campuchia và Việt Nam là hai nước không thể tách rời. Mối quan hệ quý báu giữa hai nước cần được phát huy trong giai đoạn xây dựng và phát triển hòa bình. Các cuộc gặp gỡ giữa hai chính phủ đã tạo ra cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, duy trì trao đổi cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương,
tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân hai nước. Campuchia là một đất nước có chế độ dân chủ, tự do, đa đảng như thế nào đi chăng nữa. Song, Campuchia vẫn coi Việt Nam là một đất nước bạn bè láng giềng. Từ bao lâu nay, hai dân tộc chúng ta đã có một lịch sử đoàn kết, gắn bó, đấu tranh cùng nhau. Từ thời chống chế độ thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Nói chung là sau Thế chiến thứ hai, hai dân tộc chúng ta đã chiến đấu liên tục bên nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Campuchia và Việt Nam sẽ luôn luôn cùng nhau gìn giữ hòa bình và tình hữu nghị hai nước vững bền mãi mãi. Tình hữu nghị hai nước Campuchia-Việt Nam đã được xây dựng từ lâu đời và đã được nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội hai nước chúng ta gìn giữ bảo vệ. Tình hữu nghị của chúng ta đã trở thành một nhân tố vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững của mỗi nước. Chúng tôi luôn mong muốn các thế hệ kế tiếp hãy gìn giữ trân trọng cái tình cảm hữu nghị sắc son vô giá đó và làm cho nó sống mãi với sự nghiệp của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi có thể khẳng định rằng không có tiền bạc nào mua được tinh thần Campuchia-Việt Nam này đâu. Trong giai đoạn 2006-2013, chính phủ hai nước đã tích cực xúc tiến đàm phán và triển khai phân giới cấm mốc trên thực địa, căn cứ vào các hiệp định, hiệp ước đã được ký kết trong các năm 1982, 1983, 1985 và năm 2005. Cột mốc đầu tiên 171 được cấm tại cửa khẩu quốc tế Ba Vẹt, tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 năm 2006. Bên cạnh đó, việc hoàn thành xây dựng cột mốc 314, điểm cuối cùng của đường biên giới trên bộ, góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Dọc theo tuyến biên giới giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, tôi rất phấn khởi khi thấy các tỉnh sát biên giới của chúng ta đều có sự hợp tác tốt đẹp. Hai nước chúng ta đã có cơ chế hợp tác song phương, trao đổi ở rất nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó có các cuộc họp giữa các lãnh đạo và các tỉnh thành giáp biên giới Campuchia, Việt Nam, với cơ chế tỉnh và tỉnh phối hợp với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ giao thương giữa nhân dân hai nước. Người dân biên giới hai nước làm ăn với nhau, đem lại sự thịnh vượng chung. Một số người dân Campuchia cũng nhận được sự chăm sóc từ các dịch vụ y tế ở Việt Nam. Nhiều cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu khu vực cũng được mở và phát triển thêm, làm cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hiện tại và trong tương lai, Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta, Campuchia, Việt Nam, cần phải tiếp tục duy trì, củng cố và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó và hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung của cả hai quốc gia, dân tộc chúng ta, Campuchia và Việt Nam. Một ngày tháng 12 năm 2013, những cựu chiến binh quân đoàn 4, quân đội nhân dân Việt Nam trở lại thăm đất nước Campuchia. Họ đang đi trên đại lộ Sihanouk, một trong những con đường đẹp nhất ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. Đứng trước Đài Độc Lập, họ chia sẻ cho nhau câu chuyện về một thời quá khứ gian khổ trên đất bạn Campuchia, về cảm xúc trước những đổi thay và phát triển của đất nước chùa tháp hôm nay. Xen lẫn niềm tự hào của những người đã góp phần hồi sinh một dân tộc, còn có dòng ưu tư về những người đồng đội đã không thể trở về từ chiến trường này. Xương máu của họ đã đổ xuống để đánh đổ một chế độ diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, đem lại cuộc sống bình yên cho người bạn láng giềng Campuchia. Nhưng cũng chính vì thế, Việt Nam đã phải gánh lấy nỗi oan khuất trong một thời gian dài.